trước khi bắt đầu video các bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình nhé. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến với bài hàm trùng phương. Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần đầu tiên, đó chính là mình nói về cực trị của hàm trung phương. Bạn lưu ý cho mình, đó chính là hàm trung phương là hàm số có dạng y bằng ax mũ 4 cộng bx bình phương cộng với c. Khi đó ta sẽ có được là y phẩy của nó chính là bằng 4ax mũ 3 cộng 2bx. Đây mình có thấy 2x là nhân tử chung đặt 2x ra ngoài. Mình nhân cho 2ax bình phương cộng với lại b. Bây giờ mình sẽ cho đạo hàm của nó bằng 0. Thì bạn lưu ý cho mình đó chính là, thế là hai trường hợp đó chính là hoặc là x bằng 0 hoặc là 2a x bình phương cộng b bằng 0 tương đương với lại hoặc là x bằng 0 hoặc là x bình phương bằng trừ b chia cho 2a Ở đây chúng ta có một nhận xét rất là quan trọng chính là hàm cùng phương luôn có một điểm cực trị là x bằng 0 là một điểm cực trị của nó do ở đây là ở đây là thương trừ b chia 2 a thì mình sẽ xét qua tích vì thương với tích nó rất là giống nhau a nhân b trường thứ nhất là a nhân b lớn hơn hoặc bằng 0 Vậy mình khi đó mình sẽ suy ra được là nó sẽ bé hơn hoặc bằng 0 Thì do từ đây A với B cùng dấu và đây là B chia A cũng là cũng cùng dấu nên nó chưa Có dấu trừ nên là nó sẽ bé hơn bằng 0 Thì các bạn lưu ý cho mình Điều này suy ra được đó chính là Nếu như mà B bằng 0 Nếu như B bằng 0 Thì suy ra được là x bình bằng 0 Thì x có bằng 0 Thì xin được là hàm số Có một điểm cực trị Là x bằng 0 Còn trường hợp phía thứ hai Còn trường hợp thứ hai đó chính là uh, BH0 thì khi đó là uh, trừ B 2A trừ B 2A nó sẽ bé hơn 0 hoàn toàn tại vì trừ B 2A chỉ bằng 0 khi cái tử nó bằng 0 thôi nên là trừ B 2A sẽ bé hơn 0 thì sẽ được là hàm số cũng chỉ có đúng một điểm cực trị hàm số có, hàm số có một điểm cực trị đó chính là x bằng 0 luôn vậy cả hai trường hợp này mình sẽ suy ra được là hàm số có một điểm cực trị Mà lưu ý cho mình đó chính là nếu như a nhân b lớn hơn hoặc bằng 0 thì hàm số chỉ có đúng một điểm cực trị và đây mình sẽ vẽ hình của nó thì nếu như a dương thì hàm số sẽ có hình như thế này như một cái parabol còn nếu như a âm thì hàm số sẽ có hình như thế này một cái parabol quay xuống dưới đây mình nói đến trường hợp thứ nhất là a nhân b lớn hơn hoặc bằng 0 rồi tiếp tục mình sẽ nói đến trường hợp thứ hai đó chính là uh, a nhân b biến hơn không thì khi đó ta sẽ suy ra được chính là trừ b chia 2a nó sẽ lớn hơn không Vậy ta sẽ đặt đây là sao Thì sao sẽ tương đương với lại hoặc là x bằng 0 ở dưới hoặc là x bằng cộng trừ căn của trừ b chia 2a hàm số sẽ có 3 điểm cực trị là 0 cộng căn của trừ b chia 2a và trừ căn của trừ b chia 2a đây mình sẽ suy được một điều quan trọng đó chính là hàm số có 3 điểm cực trị đây Hãy lưu ý cho mình đó chính là nếu như a nhân b bé hơn 0 thì hàm số sẽ có 3 điểm cực trị. Còn a nhân b lớn hơn hoặc bằng 0 thì hàm số chỉ có một điểm cực trị. Và từ đó mình sẽ suy ra được là tọa độ tọa độ các điểm cực trị. Đó chính là bây giờ là mình sẽ có 3 điểm, thứ nhất là điểm A có tọa độ là 0, mình tại điểm có tung độ là C nên là 0 C. Điểm thứ hai là điểm B có tọa độ là căn 2 của trừ B chia 2A. Bây giờ bạn sẽ thay cái này vào hàm trùng phương mình sẽ suy ra được là tung độ của nó là bằng C trừ B bình phương trên 4A Rồi tương tự mình sẽ có điểm C Có tọa độ là trừ căn bậc 2 của trừ B chia cho 2A Và tung độ của nó là bằng C trừ B bình trên 4A à, Lưu ý cho mình là hai điểm cực trị có tung độ bằng nhau Hình độ thì đối nhau Mình sẽ vẽ hình của nó nó sẽ có hình như thế này Đây không là một điểm cực trị Thì nó sẽ có hình như thế này Các bạn lưu ý là hai điểm cực trị này sẽ có tung độ bằng nhau nó sẽ có đối xứng nhau qua o đây và sẽ có o là một điểm cực trị trường hợp này chính là a dương liêm của nó khi đến dương vô cùng là dương vô cùng nên là a dương còn khi a âm thì nó sẽ như thế này là a âm a bé không thì hàm số sẽ có 3 điểm cực trị đây không luôn luôn là một điểm cực trị nó sẽ có cùng tung độ và hoành độ thì đối xứng nhau qua điểm o thì đây là lý thuyết về các điểm cực trị của hàm số sau đây mình sẽ đến một số công thức tính nhanh một số công thức tính nhanh các bạn lưu ý cho mình như sau thứ nhất là mình chỉ làm việc với trường hợp đó chính là a nhân b phải bé hơn không Đó chính là hàm số phải có 3 điểm cực trị thì chúng ta mới xét được các trường hợp này các bạn lưu ý cho mình điều này đầu tiên mình sẽ vẽ đồ thị đây giả sử mình có đồ thị như thế này thì mình sẽ nối ba điểm cận trị lại tạo thành một tam giác thì bạn các bạn lưu ý cho mình mình đặt cái góc đây là mình đặt các điểm cận trị là a b và c ở đây thì mình đặt góc bac bac là bằng alpha và mình sẽ có một công thức đầu tiên đó chính là cotan alpha bình phương của alpha chia 2 ở đây nó chính là bằng trừ b mũ 3 chia 8A Đây, đây là công thức đầu tiên và cũng là công thức quan trọng nhất trong tất cả công thức Thì các bạn hãy thuộc cho mình đó chính là cotan bình phương của cái góc một nửa này Một nửa góc bên trong chính là bằng trừ B mũ 3 chia 8A Bắt nguồn từ công thức này chúng ta sẽ suy ra được tất cả công thức còn lại Rồi công thức đầu tiên đó chính là tam giác ABC vuông cân tại A Đó, điều này xảy ra khi và chỉ khi B mũ 3 bằng 8A hãy lưu ý cho mình cũng dùng công thức cô ta lúc nãy để chứng minh với trường hợp là alpha là bằng 90 độ thì mình sẽ suy được công thức ở dưới đây rồi đây là công thức đầu tiên công thức thứ hai tam giác abc đều rồi chúng ta đã có tam giác abc luôn luôn là một tam giác cân rồi nên nó là sẽ là tam giác đều khi góc alpha bằng 60 độ thì mình thay vào công thức mình sẽ suy ra được là Thì uh, xảy ra khi và chỉ khi bên mũ 3 bằng 24A rồi, công thức thứ ba, diện tích tam giác ABC mà là dùng công thức là 1/2 đường cao nhân cạnh đáy cũng được, nhưng chúng ta có công thức tổng quát chính là bằng căn bậc 2 của Đây là trừ b mũ 5 chia 32 a mũ 3. Đây, công thức này là có mức dùng rất là nhiều. Các bạn nên thuộc công thức này để chúng ta tiết kiệm thời gian khi chúng ta cần tính diện tích tam giác ABC. Rồi mình tiếp tục. Công thức thứ tư đó chính là bán kính đường tròn nội tiếp mình đặt là r nhỏ của tam giác ABC cái này chính là bằng Bây giờ bạn có thể dùng công thức là uh, Diện tích tam giác S là bằng P nhân R Trong đó P là nửa chu vi Và R là bán kính đường tròn nổi tiếp tam giác Đây thì mình đã tính ra được Nó chính là bằng B bình phương Chỉ cho 4 lần của trị tối của A Nhân cho 1 cộng căn mực 2 của 1 trừ B mũ 3 chia 8A Đóng hoạt lại đây Đó chính là công thức tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC rồi công thức tiếp theo đó chính là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Ở đây thì mình có thể dùng công thức là uh, diện tích tam giác bằng ABC chia 4R cũng được. Thì mình sẽ tính ra được nó chính là bằng B mũ 3 trừ 8A chia cho 8 lần trị rối của a nhân b đây các bạn lưu ý cho mình hai công thức này là hai công thức sẽ tiết kiệm thời gian cho các bạn khi các bạn cần tính bán kính đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp tam giác abc rồi nó sẽ còn rất nhiều công thức nữa bây giờ mình sẽ chiếu cho các bạn tất cả công thức lên màn hình để các bạn xem một thể tuy nhiên năm công thức trên đây là năm công thức quan trọng nhất các bạn cần phải thuộc lòng cho mình còn những công thức còn lại các bạn có thể không thuộc cũng được Nhưng năm công thức này các bạn bắt buộc phải thuộc lòng Thì khi chúng ta áp dụng bài tập thì nó làm rất là nhanh luôn Các bạn nhìn thấy mình có một bài tập áp dụng Trước hết mình sẽ tìm điều kiện cho hàm số có 3 điểm cực trị Hàm số có 3 điểm cực trị Khi và chỉ khi đó Chính là A nhân B phải biến hay không Thì điều này tương đương với lại trừ 2M phải biến hay không này Tương đương với lại M lớn hơn không Đây chính là điều kiện chúng ta cần để hàm số có 3 điểm vượt trị. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Trước hết mình sẽ tính bán kính đường tròn ngoại tiếp trước. R lớn sẽ bằng B mũ 3 trừ 8A chia cho 8 lần trị đối của A nhân B. Giờ mình sẽ thay vào B mũ 3 là bằng trừ 2M tất cả mũ 3. Trừ 8A là 8 nhân 1. Đây, chia cho 8 lần trị đối của A là bằng 1. Nên cho trừ 2M rút gọn cái này được nó sẽ bằng là m mũ 3 cộng 1 chia cho 2m. Rồi đây, mình đã tính được bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác abc. Bây giờ mình cần tính bán kính đường tròn nội tiếp nữa. Thì rồi nhỏ nó sẽ bằng b bình phương chia cho 4 lần trị đối của a nhân cho 1 cộng căn 1 b mũ 3 chia 8a. Đây. Cái này chính là bằng b bình phương trừ 2m tất cả bình phương. Nhân cho 4 lần chỉ đối của A là chỉ đối của 1 Nhân cho 1 cộng căn 1 trừ Đây mũ 3 Trừ 2M tất cả mũ 3 Chia 8A 8 nhân 1 Còn lại mình rút gọn được cái này chính là bằng M bình phương Chia cho 1 cộng căn 1 cộng M mũ 3 Đây Mình đã tính được R lớn và R nhỏ thêm M Còn bây giờ tiếp tục bài toán thì ta được là Bài toán kêu là cho R lớn bằng hai lần r nhỏ thay vào thì ta sẽ được thì đây tương đương với lại r lớn là bằng m mũ 3 cộng 1 chia 2 m mình đã tính được và hai lần r nhỏ bằng 2 nhân cho m bình chia cho một cộng căn một cộng m mũ 3 đây thì đến đây để giải phương trình này thì bây giờ mình sẽ nhân chéo lên sẽ được là m uh, mũ 3 cộng 1 nhân cho một cộng căn một cộng m mũ 3 chính là bằng 4 lần m mũ 3 bây giờ mình sẽ nhân phân phối vào mình sẽ được là uh, mũ 3 cộng 1 nhân 1 cộng mũ 3 cộng 1 nhân cái đằng sau thì mình sẽ để yên cái đằng sau mũ 3 cộng 1 nhân cái đằng sau mình sẽ để yên ở đây cộng mũ 3 chính là bằng 4 mũ 3 ở đây có 1 mũ 3 còn là 3 mũ 3 trừ 1 bây giờ cái này sẽ tương đương với lại vế trái mình sẽ để yên và mũ 3 cộng 1 nhân cho cao 2 của 1 cộng mũ 3 vế phải thì mình sẽ viết theo là 1 cộng mũ 3 chính là 3 nhân và mũ 3 cộng 1 bây giờ mình sẽ trừ đi 4 đây thì như vậy nó sẽ theo ảnh mũ 3 cộng 1 ở đây thì các bạn có thể coi cái này là bằng t mũ 3 còn cái này là bằng uh, 3t bình trừ 4 đây mình sẽ coi t là bằng căn mực 2 của 1 cộng m mũ 3 hãy sẽ suy ra được là t mũ 3 bằng m mũ 3 cộng 1 nhân cho căn t bình phương bằng m mũ 3 cộng 1 bây giờ mình có phương trình t mũ 3 bằng 3t bình trừ 4 suy ra được sẽ có một nhân tử là t cộng 1 là nhân tử chung Bên trong ngoài sẽ là còn là t trừ 2 tất cả bình phương. Cái này bằng 0. Tương đương với lại t phải bằng 2. Là do là uh, t phải lớn hơn hoặc bằng 0. Để tương đương với lại. Căng mực 2 của m mũ 3 cộng 1 là bằng 2. Để tương đương với lại m mũ 3 sẽ bằng 3. Đó sẽ suy ra được là m bằng căng mực 3 của 3. nó nhận là do m lớn hơn 0. Vậy đáp án cuối cùng là m bằng căng mực 3 của 3. Cảm ơn các bạn đã xem là thấy video của mình hay và hấp dẫn đừng quên cho mình một đăng ký một like và chia sẻ video này ngay cho bạn bè của bạn nhé.